Rồi, xin chào anh Kim, xin chào anh chị cô bác đằng xa ha. Hôm nay trở lại với kênh của em có giao lưu một số mai mini là giống Phú Tân và Đại Lộc nhỏ nha. Hôm nay em giao lưu là giá đồng giá luôn nha anh chị. Rồi trước tiên là em giao lưu số điện thoại của em là 0378329282 nha, cũng đồng thời là số Zalo của em nha. Rồi để không mất thời gian, trước tiên là em vô cặp số 1. Hôm nay em bán đồng giá luôn nha. Đây là 1B, là một cặp Phú Tân ha. Chiều cao khoảng 3-4 tấc nha anh chị. Thì nó này nó được hai mùa rồi, gốc này gốc nhớt. Nó bằng cái gốc của nó bằng ngón tay cái ha. Là em giao lưu là 500 ngàn một cặp, em bao phí vận chuyển luôn nha. Đây là thứ nhất là cặp Phú Tân. Rồi, đổi cây. Đây là cặp số 2, cũng là cặp Phú Tân luôn nha anh chị. Đây, hôm nay em giao lưu là đồng giá 500 ngàn bao phí vận chuyển luôn nha. Đây là cặp Phú Tân luôn nha. Rồi, cái cặp số 3. Rồi, em giao lưu là đồng giá luôn nha anh chị, 500 ngàn bao phí di chuyển luôn nha. Tiếp theo là cặp số 4, cũng là Phú Tân luôn nha. Anh chị lưu ý là em giao vận chuyển là em bỏ chậu lại nha, tại vì em không có vận chuyển chậu được. Nếu anh chị nào ở gần đây thì em giao bằng xe, nếu anh chị nào chốt nhiều thì em giao xe, em để chậu luôn. Còn vận chuyển đi xa em không có ship chậu được nha anh chị lưu ý. Rồi tiếp theo là một cặp số 5, đồng giá 400 ngàn, 500 ngàn bao phí vận chuyển luôn nha. Lúc này là Phú Tân nha anh chị. Rồi tiếp theo là mã số 6. Cái nào thì em cũng có đúng dễ hết trơn nha. Chi cành thì thằng đầy đủ ha. Rồi tiếp theo là mã số 7. Rồi anh chị nào thích mã số nào thì liên hệ với em qua số điện thoại là 0378329282 nha, cũng đồng thời số Zalo của em nha. Cặp số 7 này cũng đồng giá 500 ngàn bao phí vận chuyển luôn nha. Theo là số 8. Đây là điều là Phú Tân nha anh chị. Tàn hem sữa chi cành đều ha. Rồi tiếp theo là cặp số 9.
đây là một cái bí luôn ha. Này cặp này giống bà chủ nè, con khúc nè. Rồi tiếp theo là cặp số 10, đồng giá 500 ngàn bao phí vận chuyển luôn nha. Dốc được hai mùa hết trơn nha anh chị. Đây, em sửa chành rất đều luôn ha. Rồi tiếp theo là cặp 11. Cây nó muốn liền thân hết trơn luôn ha cô chú. Rồi tiếp theo là cặp 12. Đây hình của một con rắn luôn đây. Rồi đồng giá 500 ngàn bao phí vận chuyển luôn nha. Tiếp theo là 13. Rồi đổi cây lên. Nó nhỏ màn đế rất đẹp nha cô chú. Rồi đồng giá 500 ngàn bao phí vận chuyển thôi nha. Đây cặp 15 luôn đây. Nó lùn liền mà đế rất đẹp luôn nha cô chú. Cô chú nào muốn lấy sỉ lẻ ha, để liên hệ với em, em vườn mai các em có rất là nhiều luôn ha. Bự có, nhỏ có luôn nha anh chị. Cặp 15B này cũng đồng giá 500 ngàn bao phí vận chuyển luôn nha. Tiếp theo là cặp 16 là cặp đại lộc nha cô chú. Cây đang phát triển tốt luôn ha. Cặp đại lộc này cũng đồng giá luôn nha. Theo cặp 17. Cặp 17 này cũng cặp đại lộc nha cô chú. Và cặp 18. Cặp 18 này là cặp đại lộc cũng đồng giá 500 ngàn bao phí vận chuyển nha. Cặp đây, tiếp theo là cặp 19 là cặp Phú Tân. Rồi anh chị cô chú nào thích mã số nào thì liên hệ với em qua số điện thoại là 0378329282, cũng đồng thời số Zalo của em luôn nha anh chị. Rồi tiếp theo là cặp 20. Là cặp đại lộc.
Như cặp nào là cũng có đế tên luôn nha cô chú. Đây. Cặp 20 này cũng đồng giá 500 ngàn bao phí luôn nha. Là cặp đại lộc luôn. Rồi cặp 22. Cặp 23. Này là đại lộc nha. Rồi, cũng đồng giá 500 ngàn bao phí luôn nha. Này là đại lộc luôn nha. Sáu này là cặp Phú Tân nha. Là cặp 28. Là cặp đại lộc luôn nha. Nhỏ mà cái nào cũng có đế luôn nha anh chị. Anh muốn đế đây, nằm dưới đây. Anh chị nào thích mã số nào thì liên hệ với em qua số điện thoại đó nha. Rồi, 29. 29 là cặp Cúc Hương nha. Đây, cặp Cúc Hương cũng đồng giá 500 ngàn bao phí luôn nha. Rồi, tiếp theo cặp 30. Là cũng cặp Cúc Hương luôn nha. Rồi, cặp 30 này em cũng kết thúc clip của em luôn nha cô chú anh chị. Rồi anh cô chú anh chị nào thích mã số nào thì liên hệ với em qua số điện thoại là 0378329282 nha. Rồi, xin chúc cô chú anh chị em một ngày làm việc vui vẻ nha. Xin chào anh ạ, chào cô chú ạ.